Điểm biên của chúng ta là ông hả? Là ông hả? Chắc thôi. Đúng là trời cao có mắt, cuối cùng thì chiếc cây gậy bóng chày này cũng thuộc về ta. Hồi hộp quá, mong chờ quá, nôn nóng quá. Mình không chơi mà mình đi tắm mưa vậy bác sư? Trời đất ơi, phải lựa những cái lúc như thế này ra thì phong cảnh nó mới hữu tình, hiểu không? Thì không, cảm giác là hôm nay á trời mưa nên quan bảo mới được làm đội trưởng. Đúng rồi, tại ổng là đội trưởng mà mưa. Bây giờ nè, thôi cái việc mình cần làm mà kệ quan bảo đi. Việc mình cần làm là ngồi tĩnh tâm, mình ngồi với người thiền nha, mình cầu trời ngưng mưa. Người ta có điệu nhảy cầu mưa, còn là mình là thiền ngưng mưa. Rồi, đi qua đây coi, đi qua đây coi, lẹ lên. Có vẻ thời tiết không ổn lắm. Ôi. Rồi, đi cô. Tường ơi, Thanh ơi. Dạ, Thiên Linh Linh, vậy Linh Linh cầu trời cho cơn mưa đi ngang qua. À đúng rồi, cầu trời phù hộ cho cơn mưa ngang qua, đừng làm ướt chúng con. Thì chúng con quay chương trình Biệt Thự Sáu Ngàn Quay chương trình được, chúng em gửi tiền cả gia đình. Con xin ơn trên hãy phù hộ cho cơn mưa này dừng lại. Sáu con chó đang đi con. Đừng mưa nữa, đừng mưa nữa. Trời ơi, người ta đang cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Hả, cung thiện ngoài kia mà tại sao ngồi ở đây? Hả? Ủa, bạn chỉ nói là công viên ngoài kia mà. Tại sao tụi tôi gặp gỡ nhau được, còn có một mình bạn là không gặp gỡ? Ý bà làm đội trưởng mà muốn đứng nào mà đứng à? Bạn thấy bà làm đội trưởng mà chờ người đang mưa đó. Ngay xe người ta đứng không đứng. Trời đang mưa đó. Đúng, bây giờ trời đang mưa không chảy nữa, bây giờ lên xe đi qua bên kia. Ngày hôm nay thì được thì khách mời đã được di chuyển từ công viên vô trên đây. Rồi, hôm nay đó là tôi nghe được bao lâu chiếc đồ. Rất nhiều thời gian rồi, cho nên mình sẽ chơi cái gì ngắn gọn. Ừ. Ok, bây giờ mình vô mình kiếm. Đúng. Để tìm khách mời. Nếu đẹp. Như trong mình có 4 người mà mình có 5 người lận. Bà bỏ em đâu? Không, bạn là bạn là đội trưởng rồi. Không có hai đội trưởng gì chứ. À. Là có kinh nghiệm. Bông thái của là cu ly. À. Thì thôi bốn đứa mình đi đi. Bảo đứng đó đợi đi. Ê, công nhận khách mời đứng mà hòa vô mấy con mannequin luôn. Ở đây tôi chưa thấy luôn, giờ mới thấy hết trời. Ê, không chị, khách mời là nam hay nữ vậy? Nam hơi ốm ha, tướng hơi mỏng ha. Mà nhìn nhìn tướng là y chang mannequin luôn. Cái là xấu chuẩn á. Ê, cái hình xăm gì vậy? Hình xăm gì vậy? Đâu? Có hình xăm ngay ngón tay nè. Cái này ra thì đừng có la lớn. Hình xăm nó quen quen à? Không phải hình xăm đâu. Hình xăm. Hình xăm có thể đẹp nhưng mà bàn tay xấu quá. Cái tay mà đứng như vậy chắc chắn đàn ông là không thể rồi. Đàn ông chứ gì, không lẽ phụ nữ ngực vậy? Không, không. Đàn ông mà chứ. Kính quá, kính quá. Đây bây giờ ra đây. Bây giờ hư xe của người ta, ban tổ chức đền á. Của mình đó. Xe của chị. Ủa? Rồi xe của chị kìa. Rượt theo chị đi, bắt chị đi kìa. Quen quá vậy. Qua đây. Không, cái giọng giống giống Duy Khánh Du Du á. Hả? Duy Khánh Du Du. Đừng có dịnh người ta mà. Duy Khánh hả? Duy Khánh Du Du hả? Không phải. 1, 2, 3 đọc, mình đọc tên đi. Đứng xa chị 4 mét đi. Đúng rồi, cô giáo Khánh á. Có phải bạn là nghệ sĩ thường hay giả gái? Không, chưa bao giờ giả gái. Trời, cái giọng này quen quá. Ủa, gái phạt nó liền coi. Làm yoga 15 giây. Làm cái gì? Yoga cái gì? 15 giây, đứng yên 15 giây nha. Giờ các tường hỏi đi chị. Có bạn gái không? Có bạn gái. Hít đút 10 cái. Cái đáng quá đáng. Hít đút 3 cái. Vô luôn chị. 2 cái luôn, ác mà chị tôi ghê. Đúng rồi. Lên, 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 lên.
nè, đập đất cái hết đất cái gì? Cái gì vậy? Rồi, thế tôi. Có phải là một diễn viên sân khấu không? Không luôn. Rồi, ok. Vậy thôi móc mũi 15 giây đi. Trời ơi, xấu quá. Em tiếp xúc với anh Bảo với chị Linh, chị Lan Trinh rồi, chị Tường rồi. Bên đây. Bên đây thì chưa. Trời, gồng lên chị cho bé ngực cái chị vậy. Gồng ở dưới coi. Nói chung là lại. Không có quen đâu mà. Không quen đâu mà, nhớ giọng. Ca sĩ hả? Ca sĩ. Đào Bá Lộc. Ờ, không phải, trời ơi, lọc gì mấy anh vậy trời. Đào Bá Lộc không phải, giọng Đào Bá Lộc không vậy. Em học anh rồi. Em học anh rồi em. Anh dạy em. Anh dạy em là MC hả? Nhưng đúng cái lớp của anh đúng giờ em nghĩ. Vậy sao không kêu anh học rồi? Nhưng mà học rồi. Anh dạy hai buổi, học có buổi à. Có nghĩa là chốt lại khách mời là ca sĩ và có bon kêu qua làm MC. Và nhỏ tuổi. Và chưa từng là MC. Nhưng mà có hát một bài nghe chơi nè. Nãy giờ quay trở lại. Thể hiện chính mình luôn em. I love you la 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 la. Cho em xin một lần. Khải Hồng Phước hả? Đi ra ôm cột 10 giây đi. Không, không, giờ dán này vô mặt nè, dán này vô mặt nè. Đi đi đi, chơi chơi chơi. Thôi để ôm cột rồi nhét vô mặt túi. Chị, cho chị coi cái gì hot hot ở trên người của em đi. Cái điểm gì mà hấp dẫn, em ít khi cho người ta coi á. À, ta nhật tuệ quá. Kiểu là vậy, vậy, vậy hả? Zeronai hả? Không phải, một đứa riêng cơ. Có hát chung với Hoàng Yến Chibi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Bài lên không? Lên rồi đúng không? Đúng rồi, đúng không? Bài gì, tên gì á? Bài gì? À, Tino. Nhưng mà tên tiếng Việt của em là cái gì? Đất ơi, khó. Tên tiếng Việt. Hỏi không biết luôn á trời. Tự nhiên mình quay chung đó, mình biết giới thiệu là Tino thôi. Giờ mình hỏi tên thiệt của nó ai biết được. Ừ. Khó quá. Không có mà ơi. Trường Minh Quốc Thái. Trời gì vậy? Ê, đâu diễn viên lớp dữ vậy? Sao? Sao? À, nó tên là No Tí. Không phải. Ăn vô no còn tí à. Tino mình ngược lại là No Tí. No Tí là no tí. À, hay quá. Hay quá, dễ thường hay quá nè. No Tí nè. Phải hả? No Tí, ừ, dán tí. Rồi, Hà Văn Hữu Thắng. Hà Văn Hữu Thắng. Hà Văn Hữu Thắng. Thấy không, nó tên Tino gì đó, Tio, Tio gì đó. Dễ thương. Chưa bao giờ gặp. Rồi, nói chung là em đã bị phát hiện ra. Chúc mừng em. Em cố gắng cho mọi người phát hiện ra em. Ừ, em cố gắng đi chứ em không cố gắng không ai phát hiện ra em đâu. Em sẽ chọn hai nhân vật để về đội của bạn. Bạn phải chọn ra những thiên tài tinh tú nhất trong bốn người này. Có chị Tường là người lớn tuổi nhất nè. Chị Thanh là người dũng cảm nhất nè. Lan Kinh là thông minh nhất nè. Nguyễn Quân làm được gì nói nhiều nhất nè. Em chọn chị Trinh. Em chọn chị Tư. Chơi chơi kỳ. Chơi chơi là mắc phe. Không bao giờ nếu em chọn chị. Chị Thí Thách hả? Chị là chị Tô. Bạn Tô Tô. Hai đội thi nhảy dây đối kháng, luật như sau: từng cặp đối kháng, hai người trong đội quay dây để người còn lại nhảy. Người nhảy hai tay phải cầm hai cốc nước, mỗi người nhảy trong 2 phút, nhưng hết 2 phút đếm tổng số lần nhảy được của từng người. Nước của mỗi người nhảy xong đều đổ dồn vào một cái cốc, để cuối buổi sau khi 3 người nhảy xong sẽ đo số nước, đội nào giữ được nước nhiều hơn 2 điểm. Rồi giờ chị đấu với Tino nè, em đấu với Bezo đi, còn Miko đấu với Sĩ Thanh. Ok đi, bỏ tiền xài luôn đi. Đội nào chơi Thanh luôn. Tố xịt. Rồi, đợi em thắng em về trước. Thôi đi trước mà. Rồi, đằng nào cũng nhảy hả, mệt mỏi quá à. Bớt cái tao lại, thích cái miệng đi. Vô chị ơi. Vô. Đó. Từ từ thôi. 14, 15, 16, 17, 20. Hết rồi nha. Từ Thanh ơi. 25, 26, 27, 28, 29. Tiếp, 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 tiếp. Rồi, 2, 3.
30 30. Gì vậy? Nổi không? Không dậy nổi. 2 3 32 33. 2 phút đâu vậy? 34 35. 37 38. 39. 24. Đi 2 phút đâu vậy? 44 44 44. Không có thuộc chị. 4 3 2 1. Hết giờ. Rồi đổ vô. Trời ơi. Đổ vô đi. Tuyệt vời. Rồi đi nâu vô nè. Chị thấy chị tuyệt vời chưa? Tuyệt quá. Tuyệt vời có gì nhảy không nổi á. Em cao lắm rồi đó chị. Lại 9 9. Từ từ hết chưa? 10 11 12. Từ từ làm sao mà nón qua được. Ngắn quá. 20 9 à. Quá ăn gian vừa thôi. 20 21 22 23 27 26 má. 26 chưa qua nữa mà. 27 28 29 30 31 32 33 34. Rồi từ từ 34 nữa nha. Thôi thua rồi. Yeah. Quan trọng là nước. Quan trọng là nước. Như vậy là bên đây đang có một điểm trước nè. Nhưng mà rắn cái vô nước thì bị đúng không? Ở đây đang có một điểm. Rồi các tường thắng là chắc rồi. Vô 1. Sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn mười lăm. Ê bây giờ thì với chị Thanh đi anh ơi. Dễ ít thôi Thanh ơi, mệt lắm. Tám chín hết. Chín tám chín cái xuất sắc. Xuất sắc. Chiến thắng sẽ ta đi giữa cuộc đời. 1 2 3 4 5 6. Quay hơn nghệ thuật tính á, không phải không? Đúng rồi, quay khó lắm á. Chị mới tính thi với em, nó ăn em hiểu không? Ý là vậy đó. Không, sự thi với tôi thua nhục. 39 40 41 41. Mà dẻo quá. 42 42 43 44 45 46 47 48. Nguyên giờ mới là 48 nè. Thôi, từ từ đi, thua rồi. Từ từ đi, thua rồi. Cuộc sống đâu quá dễ dàng cho một anh. Ba. Ê, chưa hết giờ mà phải nhảy tiếp chứ ai cho bỏ nước vàng vàng hả? Đừng quá mơ ước hão huyền. Nhảy cái nữa nè. 2, 3 Rồi. Ê, bây giờ mình không nhảy, mình đứng 2 phút xong mình đổ nước vô thôi được không? Chắc không được hết. Chưa? Cái tay từ từ em từ thôi cái tay gì mày cái phép vậy? Quay đi đi. Bảo ơi vậy luôn đi. Cái gì vậy? Bảo ừ, bảo vậy luôn đi. Hai trời ơi Bảo ơi từ quay đi. Hai từ từ cao hơn bên chị Thanh bị thấp. 3 4 cao lên. Cao lên. Cao rồi. Rồi 2 3 đều nè. Quay hướng chị không? Chị quay cho bị hướng nhỏ chị Thanh nó lùn rồi qua đó chị. Không phải, cái mặt em, cái chân em hưng đạm hướng bên này, hiểu không? Quay qua đây. Em la đẻ hướng nha. 2 3 từ 2 ngừng lại với 2 3 từ ngừng lại với 2 3 từ gì vậy? Bên nào? 2 3 ngừng lại chị. Chờ. Lộng dây quá. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 36 37
38, 39, 40, 40. Thôi, được rồi. Giờ còn phụ thuộc vô Trinh. Phụ thuộc vô Trinh là bảo toàn xuống nước hay không? Ăn được cái vụ đó luôn là ấy. Cố lên Trinh không sao, vô là Trinh. 2, 3. Đừng có vô, dây đứng nó hết mũi đi. Quay vô phải quay từ từ thôi. 2. Lại chạm xuống đất luôn. Bạn còn không thèm chạm dây xuống đất nữa kìa. Vô. Rất là dễ tí đi con. Rất là dễ tí luôn. 1, 2, 3 vô luôn. 1, 2, 3. 1 phút 32 giây rồi. Không phút mà con. 2. Vô. Con của ta tao kiên nhẫn lắm chứ gì mày, tao kiên nhẫn không nổi luôn. Dạ đi, quay cho. Quay xuống, để người quay đâu. Nhẫn quá. Con mở rồi. Hai ba. Trời đất ơi, một cái con người mà nó tệ hại tới mức gọi là... Vậy là hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là đội mình thắng 5 điểm luôn á. Rồi, em cho anh núp cái nha. Thưa các em bạn, em cũng nhột quá chứ bộ. Chưa bao giờ trong những tập X6 mà có bất kỳ một cái dòng khởi động nào mà đội kia ăn điểm tuyệt đối đội còn lại. Tỷ số hiện giờ đang là... 5. Yeah, yeah vì nhột. Công lớn nhất là cuộc ngày lăn trên người. Đo độ tinh tế. Phần 1, bịt mắt và sắp xếp trọng lượng của 5 trái bowling theo thứ tự nặng dần. À, phải thật tinh tế, xếp làm sao cho quả bóng từ nhẹ nhất tới nặng nhất. Đúng. Quả bóng nhẹ nhất là ở phía xa, đánh ở ngoài cùng. Đúng rồi. Có cược đồ ai thì cược đi. Thôi mắt vô cược. Tụi chị tụi em xin cược. Không, thêm số 10 nữa. Nếu bây giờ bạn muốn cược á thì đồng số phút với nhau. Nhưng mà đội tôi 5 trái rồi, bạn 6 trái. Trời. Trời. Coi như cho bạn gỡ một điểm. Cố lên Thắng, đây là giây phút để cho em tỏa sáng nghe không? Thôi, 1 phút cho các tường bắt đầu. Cân mật ong. Cân mật ong. Giống nhau chưa? Một cân mật ong 115 ngàn. Bạn nghiệp bà chị tôi không? Lớn thôi là lớn thôi, nặng thôi là nặng luôn. Đúng rồi đó. Chậm rãi từ từ thôi. Đó. Công nhận chị nhìn chị cần mẫn như là một con ong vậy đó. Đó. Thấy không? Cứ từ từ. Giống như là cái cân sinh ra là dành cho chị vậy đó. Chị nương yêu từng quả. Thương không? Xuất sắc thiệt. Yeah. Quá xuất sắc. Quá tuyệt vời. Chị tôi không khổ nhanh lần gì. Đúng nghĩa là không hề. Thể theo yêu cầu của bên đây là cược. Thì nếu như thêm một trái trong cùng thời gian mà xếp đúng thì bạn sẽ được 2 điểm. Trời ơi. Ok. Không lẽ bây giờ anh nói em, anh đã cố gắng hết sức để gỡ lấy danh dự. Em giây phút này là giây phút để em tỏa sáng. Em phải nói là chứng minh bản năng. Trong cuộc đời của em đã bao giờ phải cân cái gì chưa? Dạ chưa bao giờ. À, có bê cái gì nặng không? Dạ chưa bao giờ. Nên hôm nay rất là áp lực. Sĩ Thanh là một người rất là cần mẫn trong những việc thử thách cho đội khác. Đẩy qua bên đó. Qua trái cái còn trái nha. Rồi cho nhắc vậy nha má. Nhắc cho bên được mà. Rất là nhanh thấy không? Rất khéo. Chính xác chưa? Từ từ đi em, còn nhiều thời gian lắm em. Từ từ đi em, cứ từ từ cảm nhận nó thiệt là kỹ. Đừng gọi vàng làm gì. Mình nhìn mình còn biết cái nào nặng, cái nào nhẹ luôn á. Biết chứ, nhìn biết chứ. Không, ý tôi không thấy số nằm đâu luôn. Ủa sao lúc nó đúng hả? Ủa? Lúc nó đúng hả? Nhỏ nó đem đi, nó làm đúng rồi, đúng hả? Ủa đúng rồi hả? Có lúc làm đúng rồi. Hồi nãy đúng đi cha.
Giang đúng luôn. Rồi, hồi đúng với Giang luôn. Nó đã đúng hết rồi. Người nó còn bày đặt nó gì chuyện. Mình búng tay. Đừng có nói là đội này không cho cơ hội để gỡ kìa. Đúng không? Gỡ đèn cho rồi. Ôi, mình thấy áp cả quá à. Bây giờ em nghĩ là đừng nên giao trọng trách người cuối cùng chị ơi. Thi ném bowling, các thành viên bắt cặp ném bowling. Mỗi lượt thắng con điểm, nó có thắng là cũng thắng mình có 3 điểm à. Mình đang ăn nó nhiều lắm, đừng lo. Ở vòng thi này thì người sẽ bước ra và phân chia thắng thua, đó chính là Miko và Thi Thanh. Rồi, mời hai người. 1, 2, 3, rồi, đi trước đi. Miko thi trước. Tôi dạ, ba giờ trước đi. Ba giờ thi với chị Tường đúng không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến lượt ném đầu tiên của ba giờ. Rồi, cố lên, mình tính tổng điểm mà, không sao đâu. Nhưng Ba Sô nó chơi rất hay. Không có đâu, cũng hai lần vậy là cái phòng không đồng đồng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Sau đó cái kỹ thuật ném của Ba Sô được gọi là intermediate. Thắng qua đây Diễn. Đánh hút mà lâu ngày. Hai ba. Hút khó lắm. Lấy tiền thôi. Hãy coi Sĩ Thanh. Yeah. Tiến thủ, tiến thủ. Bắt tay cái. Là mình chỉ là nhường đồ đối thủ. Ok. Bây giờ mới là thật sự. Ok. Hay đợi đây. Hay quá Thanh ơi. Liệu rằng Ba Sô có đủ đàn ông tới mức mà ném banh ra ngoài hay không? À, điểm thôi mà, đừng có nhầm nhò gì. Đi đâu mà đừng, đi đâu mà đừng chơi nè. Vô. Sai luôn. Ủa? Bây giờ sai mà có đấy. Thắng thì cũng đã thắng rồi. Cho nên cuộc thi không có ý nghĩa gì nữa cả. Sao cả? Vậy thì đổi đánh tay trái. Thôi. Mình đang đua cách biệt. Đánh được mà. Đánh được à. Nãy phải để Ba Sô thì cuối. Để còn gỡ điểm. Bây giờ Sĩ Thanh ăn hết rồi ơi, Sĩ Thanh ơi. Wow. Sĩ Thanh đã giúp cho Ba Sô ném được 3 trái còn lại. Chúc mừng Sĩ Thanh. Ồ, chỉ có 2 trái thôi. Không sao, mình còn một lượt nữa. Mình còn một lượt cuối cùng. Chết cha, lấy hết rồi. Lấy hết luôn. Chết rồi chứ. Khoan, như vậy là đang đều điểm. Ghê. Bây giờ tôi với bạn. Ghê. Vô. Đây, tôi tuyển thủ đến từ xứ dừa Bến Tre. Ok. Đấy, chúng ta cùng quê. Không sao cả, nhiều khi rùa làm cái sprite là thấy ngon rồi đó. Ừ. Em đi xa quá. Em đi đâu xa quá. Lấy số 8 nè, lấy số 8 nè. Bây giờ phải có dừa ném mới chính xác chứ bộ lần ném của em. Đã diễn qua dùng khác. Chơi đi. Chắc lần này qua phải. Vô. Hay quá, nói y chang luôn. Ba Sô khoán câu nào là chính xác câu đó. Thôi còn thi cái gì nữa. Bây giờ tôi phải. Bây giờ tôi phải chơi ra ngoài trái này nó mới bằng điểm hiểu không? Rồi, hay quá. Cộng cho nó dễ. Ăn được một cây là cũng hơn điểm thôi. Có tính điểm lắm. Tưởng tượng nó không vô cái nào hai cái mình quýnh nó mà tao nói bơm răng bơm đầu luôn. Nó mà bơm răng bơm đầu. Được rồi, vậy được rồi. Vậy là được rồi. Nè, bạn thấy cái chấm tròn không? Chấm tròn dưới đây nè. Đó, bạn cứ bước thẳng. Rồi bạn để cái tay thẳng nha. Rồi vô. Thôi. Chị Tường nhớ tí làm theo chị Tường. Để thẳng. Hay quá Miko ơi. Vô rồi đó, vô. Hay đó. Quá. Đừng có giỡn với Miko. Đừng có giỡn với
gái ơi, bảy gái ơi. Bằng điểm, bằng điểm. Bây giờ sao? Đứng... Y chang, muốn làm sao làm. Làm lại y chang, khỏi có làm gì khác hết á. Làm y chang, đằng nào cháu đánh méo mà lo. Vậy hả? Ừ. Đừng có giờ, Vinh nha, nó méo qua trái nè. Méo, méo vô giữa luôn nè. Ê, hey, 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 hey. Một trái. Cứ đánh vậy là vô giữa hoài. Ok. Ai? Không sao, bảy điểm là cả một kỳ tích rồi. Đúng rồi, nghe tiễn thủ chứ vừa. Chưa bây giờ thấy trái bully đúng không? Đây con hay Bảo nè, con Bảo đánh ra ngoài là vui lắm nè. Bảo thả một cái nữa, Bảo ra ngoài. Đánh ra ngoài trái làm tạo sự hồi hộp nè. Không được, quý hoài danh tiếng lắm. Rung sợ. Bảo là người của đội này. Cái này là Bảo hả? Đó giờ chơi bowling mặt dừa không à. My reputation is returned. Xong rồi đó, xong rồi đó, giờ tới tường á. Tường á. Nè, quýnh đi. Tường quýnh nè. Tao quýnh trước. Ra tao quýnh thẳng không à. Tao quýnh trước đi. Chắc quýnh thẳng lấy hồi bị mỏi lắm. Đi nó. Thẳng lấy hồi quýnh hết game mỏi tay chưa. Em chưa bao giờ thấy trái bowling trên đời luôn á chị ơi. Quýnh thúc quýnh thúc. Chị lại chính xác nó cao thôi. Nhưng mà hy vọng sẽ đem lại vinh quang cho nước nhà. Đúng rồi. Chúng tôi đang cầu mong vào bàn tay chó cắn của em. Đi nó. Cố lên. Thể hiện mình nào. Bàn tay chó cắn của em. Cố lên, cố lên. Dạ. 3, 2, 1. Ôi trời ơi, được rồi em ơi, được rồi. Được rồi. Chà mà ơi, nó quăng ngược luôn vậy đó hả? Hay quá. Cũng may là mình có thầy rồi, dạy bowling. Nói vậy nè không? Cầm đi nè. Để vậy nè. Dạ. Thẳng. Thẳng tới thôi. Rồi. Cứ thẳng tới thôi. Đó. Ê. Ra rồi. 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 Sao hết cứ vậy phát huy. Hay rồi, giỏi. Bước từ từ tới gần vạch rồi hãy ném cho có đủ lực. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đúng rồi. Bao giờ cái văng ra phía sau nha Thanh. Ê. Hay quá, đúng rồi. Rồi. Từ từ. Chị giữ cổ lại cho chắc. Thả nó ra thôi. Không sao, niềm tin và hy vọng. Rồi mình có hy vọng không? Sao vậy? Mình có hy vọng không? Thắng được các tuần là quầy. Bước tới, bước tới. Thiện Linh Linh, Địa Linh Linh phù hộ cho con ăn một trái. Thôi hai trái đi chị. Không ai nhìn đâu. Lạnh quá ha. Bà đang thua đó bà. Cái gì vậy, cái thứ bô linh kỳ vậy? Gì vậy? Mẹ lắm. Chị ơi, em thấy chị đang bị Miko nhập. Ê chị. Hay quá chị ơi. Hay quá chị ơi. Vậy được rồi. Hai người đang quề điểm. Đây là lượt ném cuối cùng của Tino. Cố lên em. Dù sao đứng mà thất vọng rồi. Wow. Yes, đúng rồi. Đúng rồi. Yes. Giải quyết một bên trước. Rồi ok. Cố gắng làm lại cái ăn hết 6 cái luôn. Chúng ta hãy coi Tino chia 50 nha. Rồi hay quá Tino ơi. Hết rồi. Tiến lên lên, Địa lên lên phù hộ cho con. Không muốn thảy cái gì kệ con. Ra đi, ra đi. Trời ơi, ghê vậy trời. Hay quá. Thích, 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 hiểu, hiểu. Chết rồi, hơi khó rồi. Cũng răng luôn rồi. Không thể tin được mà. Tiến lên lên, Địa lên lên cho con bẻ luôn hai cái đằng súng. Ba cái chứ chị. Lấy luôn á, lấy luôn á. Lấy không lấy được, phải. Ngay giữa luôn. Rồi, lấy phải. Lấy phải siêu được rồi. Không sao, không sao. Tuyệt vời nha, tuyệt vời. Vậy là giỏi rồi. Vậy là giỏi rồi. Giỏi rồi. Hay rồi. Hay rồi. Quay. Nói chung là phần này Tino thắng.